tôi giảng kinh tại Hồng Kông có gặp một bạn đồng tu. Anh đã viết cho tôi một tin nhắn. Tuy rằng đã học Phật nhiều năm, nhưng hoàn cảnh gặp phải là vô cùng ác liệt, khổ không kể xiết. Khi tôi trở về Singapore cũng gặp bạn đồng tu khác kể với tôi những hoàn cảnh tương tự như vậy. Tôi nghĩ người gặp phải hoàn cảnh như vậy không chỉ có một hai người, ở trong xã hội có rất nhiều. Do đó, đối với sự tu học Phật Pháp, tiêu tai miễn nạn, chuyển biến nghiệp lực, sanh khởi nghi hoặc. Đối với việc này, khi tôi giảng kinh năm xưa, tại vì sao đầu tiên lại khuyên các bạn đọc Liễu Phàm Tư Huấn 300 lần? Đạo lý chính tại chỗ này. Có rất nhiều người thật ra không hiểu thấu triệt đạo lý, cho rằng chính mình học Phật rất khá rồi, cho rằng chính mình rất thiện lương, có thể trì giới, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng tại vì sao không chuyển được nghiệp báo? Thời gian lâu rồi thì suy tư ngổn ngang, mất lòng tin đối với Phật Pháp, đối với kinh điển. Tình trạng thế này từ xưa cho đến nay có rất nhiều, ở xã hội hiện nay lại càng nhiều hơn. Không chỉ là người học Phật tại gia, người xuất gia học Phật cũng có không ít. Cho nên chúng ta nghĩ đến việc này, liền nghĩ đến chuyện Du Tịnh Ý gặp Táo Quân, nghĩ đến nội dung mà câu chuyện này đã kể đến. Hết thảy những hoàn cảnh mà họ gặp phải không khác gì so với hoàn cảnh của tiên sinh Du Tịnh Ý. Cho nên đoạn văn chương này rất xứng đáng để mọi người làm tham khảo, cũng rất xứng đáng để bản thân chúng ta phản tỉnh kiểm điểm. Nghiệp chướng của chúng ta đã được tiêu trừ hay chưa? Bản thân chúng ta hiện nay trên thế gian này đều đã có thể tâm tưởng sự thành, mọi sự như ý hay chưa? Nếu như vẫn chưa được như vậy thì rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu? Cần tìm ra nguyên nhân đó. Chuyện Du Tịnh Ý gặp Táo Quân là một chỉ dẫn tốt nhất cho chúng ta. Ông cũng tự cho mình là người thật thà, tự cho rằng mình là một người thiện. Thế nhưng hoàn cảnh của ông thì năm sau lại kém hơn năm trước, vô cùng khó khăn. Ông cầu Táo Quân, viết sớ văn cầu Táo Quân chuyển trình lên. Người Trung Quốc chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, thuật lại cuộc đời, đọc sách, tích đức, hành thiện của chính bản thân ông, hay còn gọi là tích công lũy đức. Tại vì sao công danh không thể thành tựu, vợ con không vẹn toàn, cái ăn cái mặc không đủ, vì sao lại gặp phải quả báo thê thảm như vậy? Ông năm nào cũng viết sớ văn như vậy. Ngày hôm đó quả thật Táo Quân hóa thân thị hiện, ngày 30 tháng chạp gõ cửa nhà ông. Sau khi vào nhà thì thấy đó là một vị lão tiên sinh. Vị tiên sinh này nói: sự việc gia đình ông tôi đã biết từ rất lâu rồi. Vị tiên sinh này chính là hóa thân của Táo Quân. Nghe nói ý niệm ác của ông rất nặng, chuyên theo đuổi hư danh. Những việc ông làm đều không phải là thật tâm mà là giả tạo. Người đọc sách xưa kia rất quý tiết giấy có chữ. Đây là một sự tôn kính đối với thánh hiền nhân. Chữ viết là công cụ để truyền đạt trí huệ, học vấn và kinh nghiệm. Thời xưa có câu văn dĩ tải đạo, vì vậy đối với giấy có chữ không được tùy tiện chà đạp. Trên đường đi gặp phải giấy có chữ đều cần phải nhặt lên mang đi đốt. Du Tịnh Ý là người đọc sách nên đương nhiên ông đề xướng. Trên đường đi gặp phải giấy có chữ ông cũng nhặt lên rồi mang đi đốt. Thế nhưng trong gia đình chính ông thì vẫn lấy giấy có chữ để dán cửa sổ và đem đi lau bàn. Miệng của ông thì nói không được làm bẩn giấy có chữ, nhưng trên thực tế ông vẫn chưa thực sự làm được, chỉ là biểu hiện dáng vẻ ở bên ngoài cho người khác xem mà thôi. Khi không có ai nhìn thấy thì ông hoàn toàn không quan tâm đến nữa. Như vậy thì có tác dụng gì chứ? Đây chỉ là công phu làm ra dáng vẻ bên ngoài, không phải thật tâm muốn làm.
Táo Quân lại nói với ông, thí dụ như việc phóng sanh, ông là hùa theo người khác mà làm. Khi có người khởi xướng đi phóng sanh, ông liền cũng đi theo sau. Nếu không có người khởi xướng thì ông không phát tâm làm, ông không biết chủ động đi làm. Cho nên mới nói ý niệm từ bi của ông chưa thực sự được phát ra. Tiếp đến lỗi khẩu nghiệp của ông là vô cùng nghiêm trọng rồi. Ông là người đọc sách, rất thông minh, rất biết nói chuyện, hơn nữa nói chuyện vô cùng cay nghiệt, thường xuyên châm chọc người khác. Tuy rằng sau đó ông biết đó là độc ác, hay nói cách khác ông vẫn còn một chút lương tâm. Cho nên Táo Quân đến khuyên ông, thói hư tập khí không sửa được, thích đó lỗi người khác, còn tự cho rằng mình rất dày dặn kinh nghiệm, rất là phúc hậu nữa. Táo Quân nói đây là ông tự lừa mình dối người. Đây là ngài nói ra những lỗi lầm của ông hoàn toàn là giả, không có việc nào là thật tâm. Cho nên khi không có ai nhìn thấy thì ông khởi niệm tham, niệm dâm, niệm đố kỵ, niệm cực đoan, niệm cống cao ngã mạn, niệm hy vọng về tương lai, niệm báo ân báo oán. Vọng niệm của ông có quá nhiều rồi. Tất cả những niệm này đều thuộc về ác ý. Trong tâm của ông là những thứ này. Nếu như kiểu ý niệm này không sửa đổi lại thì Táo Quân nói với ông là ông trốn nạn còn không kịp, ông định đi đến đâu để cầu phước đây? Tổng kết lại, thiện ngôn thiện hạnh của cuộc đời ông hoàn toàn là giả, toàn là qua quýt cho xong, không có một sự việc nào là chân thật cả. Ông còn muốn cầu ông trời báo ứng tốt cho ông hay sao? Làm gì có đạo lý đó. Cho nên bản thân chúng ta cần nghiêm túc phản tỉnh, chúng ta có phải là thiện thật hay không. Mấy ngày hôm nay tôi đặc biệt khuyên mọi người, lời nói này tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đó chính là thiện tâm, ý niệm thiện, hành thiện mới có thể chuyển được nghiệp báo. Tuyệt đối không phải là cái thiện bề ngoài thể hiện ra trên hành vi. Tâm của bạn bất thiện, ý niệm bất thiện, tâm và ý niệm ở đây là ý ác. Nếu bạn không thể từ trên điều căn bản này để sửa đổi trở lại thì bạn cầu tiêu tai, cầu phước báo nhất định là không đạt được rồi. Cho nên chúng ta phải thật là tổ sư đại đức từ xưa đến nay dạy chúng ta tu từ căn bản. Chúng ta đã sửa đổi từ căn bản chưa? Căn bản thật sự chính là tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta ngày ngày dung bồi cái tâm này, khởi tâm động niệm đều tương ưng với 10 chữ này thì chính là bạn tu từ căn bản rồi. Nếu bạn khởi tâm động niệm trái ngược với 10 chữ này thì tất cả đều là hư dối, đều là tự lừa mình dối người. Bạn không gặp nạn thì ai gặp nạn đây? Cho nên Táo Quân mới chỉ dạy tiên sinh Du Tình Ý, từ đây trở về sau, hễ có các tạp niệm như niệm tham, niệm dâm, khách sáo, vọng tưởng, ông phải tự kiềm chế chính mình, phải chăm chỉ nỗ lực sửa đổi trở lại. Con người thường chỉ biết trách cứ người khác, chính mình có đầy lỗi lại không biết. Lục Tổ trong Đàn Kinh nói rất hay: nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước tương tả. Câu nói này rất hay. Bạn nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì chính bạn đang bị đọa lạc xuống rồi. Chữ tả nghĩa là rơi xuống, chữ hữu là hướng lên cao, nghĩa là đã đọa lạc xuống rồi, chính là bản thân bạn đã đọa lạc rồi. Ngài lại nói, nếu là người chân thật tu hành sẽ không nhìn thấy lỗi thế gian. Bạn xem Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, ngài tự nói như vậy. Trong đoạn hội thoại giữa ngài và ngài Thần Hội, ngài thẳng thắn nói với ngài Thần Hội là: tôi không nhìn lỗi của người khác, chỉ thấy lỗi của chính mình. Đây là câu mà Lục Tổ ngài nói. Các ngài cả đời thành tựu đạo nghiệp, nguyên nhân chân thật nằm ở đâu? Đó chính là chỉ nhìn thấy lỗi chính mình, không nhìn thấy lỗi của người khác. Nhìn thấy lỗi chính mình là khai ngộ. Nếu bạn không biết lỗi của chính mình thì bạn làm sao mà sửa đổi?
sửa lỗi là công phu chân thật, tu hành chân thật. Cho nên Táo Quân, ngài khuyên Du Tịnh Ý, từ nay trở đi chỉ hướng về bên thiện này, nỗ lực mà làm, tận tâm tận lực làm việc thiện. Việc thiện là thành tựu việc tốt của người khác, tuyệt đối không chướng ngại việc tốt của người. Tận tâm tận lực hành thiện, quyết không cầu quả báo, quyết không cầu hư danh. Bất luận sự việc lớn hay nhỏ thì đều thực hiện chân thật, giữ lòng nhẫn nại mà làm. Nếu chẳng đủ sức để làm, cũng phải có tâm tùy hỷ công đức. Khi nhìn thấy cũng có thể sanh tâm hoan hỷ, cũng cần có vài câu tán thán, cần có cái tâm lâu bền. Chứ nên tự buông thả, chứ nên tự lười biếng, chứ nên tự dối gạt mình. Nếu ông quả nhiên có thể làm được như vậy, tương lai nhất định có thiện báo bất khả tư nghị. Sau khi ông nghe rồi thì vô cùng cảm động, nghiêm túc phản tỉnh kiểm điểm, biết rằng chính bản thân mình có đầy lỗi. Từ đó về sau, khởi tâm động niệm nhất cử nhất động, ông đều cảm thấy có thiên địa quỷ thần đều đang giám sát ông. Cho nên ý niệm của ông thực sự chuyển đổi lại được, ông thực sự làm. Người thông thường chúng ta cầu Phật cầu Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát tại vì sao không đến? Đạo lý này rất đơn giản, Phật Bồ Tát hiểu bạn rất thấu triệt. Các ngài có đến khuyên bạn, bạn cũng không chịu làm, cho nên Phật Bồ Tát không đến. Tiên sinh Vô Tịnh Ý tại vì sao cảm động được Táo Quân đến? Táo Quân biết là lương tâm của người này chưa mất, tuy rằng đã làm rất nhiều việc sai, nhưng vẫn có một chút lương tâm, vẫn còn cứu được, nên Táo Quân đến điểm hóa cho ông. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta không bằng Vô Tịnh Ý, Vô Tịnh Ý có thể quay đầu, còn chúng ta không quay đầu được. Mặc dù Phật Bồ Tát có đến thì chúng ta cũng sẽ lừa gạt Phật Bồ Tát như cũ, làm việc xấu như cũ. Như vậy đến khi nào Phật Bồ Tát mới đến cứu bạn đây? Là khi nhất định bạn đọa địa ngục A Tỳ, chịu tội báo vô lượng vô biên. Sau khi thọ hết tội báo ra khỏi địa ngục, khi nào lương tâm của chính mình hiển lộ thực sự muốn sửa rồi, thì Phật Bồ Tát liền đến. Phật Thị Môn Trung Bất Xả Nhất Nhân, đây là lòng đại từ đại bi chân thật của Phật Bồ Tát. Chỉ cần tôi thật sự muốn sửa lỗi, các ngài liền đến. Nếu tôi vẫn chưa có ý thật sự muốn sửa thì Phật Bồ Tát sẽ không đến, thần minh cũng sẽ không đến. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Có thật sự là muốn tiêu tai miễn nạn hay không? Có thật sự là muốn sửa đổi làm mới hay không? Nếu bạn thật sự muốn làm, đối với những người nghiệp chướng tập khí sâu nặng như chúng ta hiện nay, thì nên đem chuyện Vô Tịnh Ý gặp Táo Quân mà làm công phu sáng tối. Công phu sáng tối không cần niệm kinh niệm chú, bạn chỉ cần niệm đoạn văn tự này. Sau khi đọc xong liền nghiêm túc phản tỉnh kiểm điểm, vậy thì tốt rồi. Chính mình có một cái tâm thuần thiện thì học Phật mới có thể thành tựu. Nếu như tâm ác, ý niệm ác, thì một chút thiện hạnh của thân và khẩu này không thể liễu sanh tử được, không thể xuất tam giới. Quan trọng nhất là tâm thiện, ý thiện. Tâm thiện và ý thiện mới có thể giảng sanh tịnh độ. Phật đã giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ cho chúng ta rất nhiều. Nơi đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thượng thiện là tâm thiện và ý thiện. Cái thiện thấp nhất là thân và khẩu. Huống hồ ngày nay chúng ta thân và khẩu cũng đều bất thiện, xấu quá mức rồi. Người như vậy niệm Phật có thể được giảng sanh không? Không thể rồi. Cho nên chúng ta cần trong một đời này mong cầu vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thân cận A-di-đà Phật, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định phải học làm người thượng thiện,
Như vậy niệm Phật hồi hướng cầu giảng sanh thì nhất định được giảng sanh. Trích lục từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Giảng Ký, tập 86. Nam mô